Chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Thì ở nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung quy trình tổ chức nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi trong trò chơi dân gian. Ở cái nội dung này thì sẽ có một số nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu như sau. Thứ nhất là cách chọn đối tượng quan sát và lựa chọn trò chơi dân gian quan sát. Tiếp theo là quy trình tổ chức trò chơi dân gian. Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi trong trò chơi dân gian. Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non về biện pháp giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ 5 đến 6 tuổi trong trò chơi dân gian. Tiếp theo đó chính là những điều khó khăn khi tổ chức giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi trong trò chơi dân gian. Và cuối cùng đó chính là thực trạng giáo viên mầm non sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi trong trò chơi dân gian. Đó là một số cái nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Cách chọn đối tượng quan sát và lựa chọn trò chơi dân gian quan sát. Đối với giáo viên dự giờ quan sát, ghi chép cách tổ chức hướng dẫn trò chơi dân gian ở trường mầm non. Đối với trẻ, quan sát theo dõi những biểu hiện kỹ năng hợp tác trong khi chơi trò chơi dân gian. Quá trình tổ chức trò chơi dân gian thì tổ chức hướng dẫn trò chơi dân gian theo quy trình 3 bước: thỏa thuận trước khi chơi, quá trình chơi nhận xét và sau khi chơi. Hướng dẫn thỏa thuận trước khi chơi thì tùy theo khả năng chơi của trẻ, mức độ phát triển trò chơi mà giáo viên hướng dẫn trẻ thỏa thuận. Về hình thức thì có hai hình thức là cô trực tiếp tham gia cùng thỏa thuận với trẻ. Có thể là cô thỏa thuận với cá nhân trẻ, với cô thỏa thuận với nhóm trẻ và cô thỏa thuận với tập thể trẻ. Cô định hướng tự trẻ thỏa thuận với nhau, có thể trẻ cá nhân, trẻ nhóm trẻ và trẻ tập thể. Về nội dung thỏa thuận, chọn trò chơi, phân vai chơi, chọn đồ chơi, vị trí chơi và đưa ra một số tiêu chí mà trẻ cần thực hiện trong quá trình chơi để lập kế hoạch chơi. Hướng dẫn quá trình chơi. Trẻ chơi với vai đã nhận, cô xác định vai trò, hướng dẫn trên cơ sở khả năng chơi của trẻ và yêu cầu phát triển trò chơi. Cô có thể cùng chơi với trẻ, quan sát, theo dõi và hướng dẫn như một người bạn, đóng vai trò như một cố vấn. Hướng dẫn nhận xét sau khi chơi. Sau khi trẻ chơi xong, cô tổ chức hướng dẫn trẻ nhận xét về quá trình chơi. Hình thức hướng dẫn nhận xét có thể cô trực tiếp tiến hành nhận xét với cá nhân trẻ, nhóm trẻ và tập thể trẻ. Cô định hướng để trẻ tự nhận xét giữa trẻ với cá nhân trẻ, nhóm trẻ và tập thể trẻ. Nội dung nhận xét thì hướng vào việc thực hiện vai chơi, thái độ, quan hệ chơi, cần đưa ra ý kiến để lần sau trẻ chơi tốt hơn. Một số yêu cầu khi tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi: không áp đặt, trò chơi phải hấp dẫn, gây hứng thú cho trẻ. Trẻ đến với trò chơi hoàn toàn tự nguyện, thích mà chơi chứ không ai ép buộc. Tổ chức cho trẻ chơi nhiều điều cần nhớ là không áp đặt, gò bó, đặt ra nhiều quy định buộc trẻ phải tuân theo. Trẻ được chơi tự do. Tổ chức cho trẻ chơi tức là gợi ý, hướng dẫn, sao cho trẻ tự chơi, phát huy được tự lực, chủ động của trẻ, không làm thay, làm hộ. Chơi là một hoạt động độc lập của trẻ, được độc lập trong khi chơi.
trẻ sẽ dễ dàng phát huy nhiều sáng kiến, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và biết khắc phục mọi trở ngại trong quá trình chơi, qua đó trưởng thành về mặt ý chí, thiết lập mối quan hệ giữa cô với trẻ và trẻ với các bạn. Ở lứa tuổi mẫu giáo thì cái xã hội trẻ em đang được hình thành, mối quan hệ bạn bè cũng trở nên phức tạp hơn. Nếu không được tổ chức tốt thì có thể dẫn tới xung đột. Cần giữ cho được không khí hòa thuận, thân ái, bảo đảm cho cuộc chơi thành công. Trò chơi thì có lợi nhất đối với sự phát triển của trẻ. Trò chơi phải có nội dung lành mạnh, bổ ích, có tác dụng rèn luyện, phát triển các chức năng sinh lý, tâm lý, tạo tình huống chơi, trò chơi phong phú. Trò chơi phong phú thì thỏa mãn nhu cầu phát triển về nhiều mặt của trẻ, tránh tình trạng để trẻ biết chỉ chơi một số trò chơi lặp đi lặp lại hàng ngày qua một cách đơn điệu, nghèo nàn, làm trẻ chóng chán và không thúc đẩy sự phát triển của trẻ. Triệu chứng nhân gia tộc họ Triệu mà không biết ai nhỉ? Biết ai nhỉ? Nhân triệu chứng nhân chưa bao giờ, hay là vợ của một chú ấy này. Cơn mưa qua em sờ đi, cơn mưa qua em gần mi, rồi một lần có được em. Cái thằng Huy này mày đi đút lưu vào mấy cái này tao thì cảm ơn tím người. Công chúa là chỉ có em thôi. Thank you.
Chưa dám cho cuộc tình anh dành cho em, có biết chẳng là ngoài mãi yêu anh không đổi thay. Thank you.
Em có thank you.
phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi trong trò chơi dân gian. Vòng trời đầy mưa xa 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 chứ sao chung cùng bị ở đây làm một bi rồi đi thôi. Bảng 2.3 cho kết quả kỹ năng hợp tác của nhiều vai trò trong trò chơi dân gian, trong đó khoảng 80/80 giáo viên mầm non cho rằng kỹ năng hợp tác, biết tôn trọng bạn, lắng nghe bạn, biết chờ đến lượt chiếm tỷ lệ cao nhất 100%. Khi trẻ hợp tác trong trò chơi dân gian thì đó là cơ hội giúp trẻ hòa đồng, hòa nhập với nhau. Trẻ dễ kết bạn, kết nhóm, cùng vui cười để thực hiện yêu cầu của trò chơi dân gian. Kỹ năng hợp tác có vai trò giúp trẻ tạo cảm giác thân thiện với bạn, dễ hòa đồng với bạn. 76-80 chiếm tỷ lệ của 95%.
Bảng 2.4 đó chính là thực trạng biểu hiện kỹ năng hợp tác của trẻ trong trò chơi dân gian. Thank you.
con đèo đi đâu, con đèo đi đâu hả Tiến? Đó lấy quần áo gì đâu. Đi chơi thôi, nào mình cùng đi chơi thôi. Công việc. Chơi. Công nghiêm trọng thế. Xin em đừng nặng lòng ta chỉ cần. Thank you.
Kiến à, em mơ hôm nay ra trại đấy. Hả? Ừ. Cái gì? Em mơ hôm nay ra trại. Vậy. Ấy. Dạ. Không tin à? Vậy. Không tin hỏi chứ. Không xem MU nữa. Tại quá à, xem đi chưa cho đội tuyển mạnh và đội tuyển chơi xem. 4-0 rồi. Yêu và yêu có thể thôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi trời ơi. Bảng 2.6 là thực trạng sử dụng các hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi trong trò chơi dân gian. Nứng nừng nừng nâng lên. Mấy nhiêu không à? Spider-Man. Thank you.